Vâng, xin chào anh em. Tại sao mình không biết cái máy làm sữa hạt này sớm hơn nhỉ? Hôm nay mình sẽ review tới anh em sản phẩm máy làm sữa hạt của Lock & Lock. Nó tiện hơn máy xay rất là nhiều. Sau khi sắm sản phẩm này về thì mình nghĩ là không cần phải dùng máy xay nữa. Và sản phẩm này đang giảm giá khá là ngon, chỉ hơn 1,3 triệu thôi. Đấy, bình thường hình như đâu đấy là khoảng 2 triệu 3 trở lên. Đấy, giảm hẳn khoảng 1 triệu. Đêm nay 23 tháng 7 Lock & Lock sẽ sale to này. Anh em có thể sắm cái sản phẩm máy làm sữa hạt này. Hộp sản phẩm như này, 1,75 lít. Mình nghĩ là sau khi anh em mà mua sản phẩm này thì sẽ vứt cái máy xay sinh tố sang một bên đấy. Đây là sổ bảo hành này, phiếu bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng và các công thức nấu. Ở bên trong chúng ta sẽ có cái nắp này, nắp đậy, cối xay đây. Cối xay này thì cực kỳ là dày dặn luôn, thủy tinh siêu dày. Trên cối xay thì sẽ có những cái mực nước, mực lít. Tay cầm cũng dày dặn bằng nhựa, nặng tay nha anh em, cái cối này nặng. Ngoài ra những cái phụ kiện bên trong như là cái lọc, cái bộ lọc này, hay là chổi vệ sinh, hay là ca đong nước cũng khá là đầy đủ. Cuối cùng là thân máy, motor, tất cả đều được bọc ni lông như này. Dây nguồn dày chắc chắn này. Mặt trước này, bằng tiếng Anh nhá, không phải tiếng Việt. Có khá là nhiều chức năng nấu, nấu súp, nấu sữa, nấu hạt. Trên thân máy thì có cao su chống nước, dưới thì có 4 chân đế chống trơn trượt trong quá trình xay. Dây nguồn khá là dày, dưới sẽ có lỗ tản nhiệt. Cách lắp vào khá đơn giản, anh em chỉ đặt đúng vị trí này, không cần xoay nhá, vào cái nguồn điện. Cuối cùng thì đậy nắp lên, đậy nắp thì cũng xoay vào khớp là được. Có hình mở khóa đóng khóa này, đặt vào mở ra đóng vào dễ dàng. Có tiếng tách là được nhá. Rồi về cơ bản nó là vậy. Rồi, phiếu của Lock & Lock này hay là sách hướng dẫn sử dụng, mình sẽ show cho anh em chi tiết. Anh em muốn xem thì có thể dừng lại nhá. Từng công thức nấu sữa các loại này, hay là nấu cháo này, súp này, vân vân mây mây. Cái này phải nói là cái bếp đa năng luôn đấy. Đó, như anh em thấy này, màn hình với cả những cái phím cảm ứng nhá. Ấn vào nó sẽ kêu tít 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 tít. Menu chuyển sang những cái chế độ và hiển thị thời gian nấu luôn. Có thể tăng giảm thời gian để nấu, hay là có chế độ clean làm sạch và start stop bật tắt dừng. Và bây giờ mình sẽ nấu sữa hạt thử, sữa đậu nành nhá. Chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn thôi. Cân vừa đủ hạt này, cho vào này, và đậu tương. Hạt này anh em muốn uống nguyên chất cả vỏ, không cần phải ngâm, không cần phải bóc, thì chúng ta cứ cho vào nấu bình thường thôi. Có cái cân này cũng khá là tiện. Trong còn có cả phiếu bảo hành nhá. Sau đây chúng ta sẽ rửa qua, rửa sạch sẽ nhá. Anh em sẽ đổ 900ml nước như hướng dẫn nấu. Sau đấy cho cối lên và chúng ta sẽ đổ hạt đậu vào. Cuối cùng là đậy nắp lên. Ok, ở đây mình sẽ để chế độ quick soy milk, nấu nhanh nhá, 18 phút. Anh em muốn nấu kỹ thì bật soy milk, thì chọn chế độ soy milk. Sau đấy ấn start. Nó nhấp nháy như này là đang chạy. Đây, gần sôi nha anh em. Đó, những cái hạt nước li ti bắt đầu bốc lên. Rồi, bắt đầu chuẩn bị sôi ngục rồi. Cũng khá là nhanh, mất mấy phút. Rồi, và đầu tiên thì nó sẽ xay nha anh em. Nhưng mà nó xay, nó sẽ xay nhanh. Xay được mấy giây là nó dừng lại luôn. Đó, 3 đến 5 giây gì đấy nó sẽ dừng lại luôn. Và cái khu vực này nóng, khá là nóng nhá. Anh em nên để ý và cẩn thận. Nước nó sôi mà, nên rất là nóng. Đấy, như anh em có thể thấy nó đang sôi này. Sôi ngục luôn. Nó cứ làm sôi liên tục, xong nó xay liên tục. Càng về sau thì thời gian xay của nó càng lâu. Đầu tiên thì có thể xay 3 đến 5 giây gì đấy. Sau thì nó sẽ tăng lên xay khoảng 7 đến 10 giây. Cái này mình nghĩ là cơ chế này để chống hại motor thôi. Xay liên tục thì có thể gây cháy motor. Anh em có thể thấy đếm ngược 17 phút này. Đếm ngược còn 17 phút. Nó sẽ xay liên tục trong 17 phút này. Và có hơi bốc lên này. Đó, cái tiếng này trong không gian yên tĩnh thì là khá là to. Ban đêm thì nghe rõ nhưng ban ngày thì mình thấy bình thường, không ồn lắm. Đấy, lần này nó quay khá là lâu nhá. Rồi, 10 giây đếm ngược. Đấy, còn khoảng gần 1 phút nữa thì nó sẽ không quay nữa. Nó không xay nữa. Sau khi xong nó sẽ kêu tít tít. Và sẽ giữ ấm đây. Có cả hiển thị thời gian giữ ấm luôn. Như vậy là xong rồi, anh em có thể bỏ ra uống luôn trực tiếp. Rút điện ra và đổ ra cốc thưởng thức thôi anh em. Mình thấy nó xay nhuyễn này. Còn cái váng ở trên thôi. Cái này là mình không ngâm đậu. Thì 900ml này được khoảng 3-4 cốc gì đó. Rất là nóng. Anh em nào thích uống đường thì cho đường vào. Sau khi xay xong thì để một lúc cho máy nguội rồi chúng ta vệ sinh, thì có cái chổi vệ sinh ở đây. Chổi vệ sinh khá là tiện, sẽ vệ sinh được mọi ngóc ngách trong cối xay. Nguội nguội anh em, đây. Mấy anh em nhá. Nó ngậy ngậy đây, nhạt tuệt. Cho đường vào uống mới ngon. Đây, cốc này có đường. Cho đường là perfect luôn, ngon luôn. Cả nó xoay nhuyễn quá anh em, nên cũng không cần lọc đâu.